tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng cao tầng sát mặt biển đầu tiên tại Sầm Sơn đã ra đời như cánh cổng kết nối các giá trị thiên nhiên văn hóa địa phương với kiến trúc cảnh quan, nâng tầm không gian và chất lượng cảnh quan đô thị để phục vụ và thu hút khách du lịch. Là mảnh ghép tiếp theo trong quần thể tỷ đô của Sun Group thuộc khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard và là một sản phẩm chưa từng có trên bản đồ bất động sản khu vực Sầm Sơn, hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường tại đây. Nghỉ dưỡng, cao tầng, sát biển là ba từ khóa hàng đầu khi nói về dự án này. Đứng từ ban công, chủ nhân mỗi căn hộ dường như có thể thu trọn sắc xanh của bầu trời và biển Sầm Sơn vào trong tầm mắt, mang đến những trải nghiệm thị giác đầy thi vị mà hiếm dự án nào có được ở miền Bắc Việt Nam. Một điểm cộng đắt giá khác khiến cho tổ hợp căn hộ cao tầng này trở nên đặc biệt là khoảng cách từ nơi này tới một tuyệt tác khác của Sun Group, quảng trường biển Trống Đồng. Từ tổ hợp cao tầng, chỉ mất chưa tới 3 phút đi bộ là có thể đổi cảnh từ khu đô thị hiện đại sang quảng trường biển lộng gió. Thanh Hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt đang vươn mình nhanh chóng, mà tổ hợp chính là minh chứng cho sự vươn cao đó. Cùng với trục đại lộ quảng trường biển sôi động được dày công đầu tư xây dựng concept một cách tinh tế, một kỳ tích sắp xuất hiện.